cái thứ đàn bà. Ăn ở không có trọn nghĩa, nhơ nhuốc như vậy thì con bỏ phức đi cho xong. Không việc chi mà phải buồn phải phiền hết á. Còn cái thứ đàn ông chuyên đi phá gia can của người khác, cái đồ khốn nạn đó, phải giết nó đi. Thôi bà, bà tức giận cái loại người đó mần chi. Bà giết người ta thì bà sẽ đi tù, gia cảnh nhà mình sẽ lộn xộn thêm, chứ có lợi ích chi trong đó mà bà tính. Thiệt, con thương cha, thương má, để thần gian lắm. Bằng không là con giết con Như qua với thằng xã xù, rồi con sẽ tự giận cho khỏi phải thảm khổ ngày đêm. Thôi con, trên đời này không ai thoát khỏi luật nhân quả đâu con. Con đương bệnh, con hờn giận mà mần chi. Chừng hết bệnh rồi, con về nhà với cha má, cha không cho con đi đâu nữa hết. Nhưng mà tôi ức lắm. Ở đâu ra có cái thứ đàn bà sắc sực như vậy chứ? Tôi phải xuống đó nói rõ cho bằng được. Tôi á, là tôi không có thèm giấu con loại đó đâu. Nhưng mà tôi phải bồng cháu của tôi về chứ. Giờ mà bà xuống đó thì lại càng xin thêm chuyện. Không được đi đâu hết. Để thủng thỉnh, rồi từ từ sẽ tính. Bộ, ông không có muốn mắc thằng nhỏ về hay sao chứ? Muốn. Tôi rất muốn bắt cháu tôi về. Nhưng bà muốn bắt là tới bắt được hay sao? Bây giờ đó, phải lo sức khỏe cho thằng Phong trước cái đã. Chừng nó mạnh rồi á, lúc đó thì hãy tính. Mà thầy, cha con nói cũng phải. Nhìn con xanh xao như vậy, má đau lòng lắm. Thôi, con khỏi có đi làm nữa, về nhà sống. Hả? Vậy là con bỏ hết công việc hay sao? Bỏ, bỏ hết đi con. Bây giờ cha với má chỉ lo cho con thôi. Ngày mai má con mình về ngay lập tức, nghe con. Tôi chỉ cần cô hai đồng ý gả cho tôi là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Dẫu thế nào tôi cũng chẳng thể quên thân mình là một đóa hoa tàn. Hoa tàn mà tôi còn quý hơn hoa mới nở kìa. Tuy chuyện của mình với cậu Trường Vinh ai cũng biết, nhưng nếu mình còn ở đây ra vô gặp cậu hoài thì sao tránh khỏi miệng đời dị nghị. Không thể để cho cha má mình và cha má chồng của mình mang tiếng được. Mình gãi quá còn chừng chảy máu bây giờ.
bây giờ thử hỏi coi mũi chích đó, tôi không gãi chứ làm cái gì bây giờ. Sao tôi ngồi kế đây, nó không chích tôi đi mà sao nó chích mình không vậy? Thì chắc tại mình là người nhà nên nó không chích. Còn tôi á chỉ là rể thôi à, nên nó không có tha tôi, nó bù lại nó chích quá trời luôn à. Cha chả, mũi nhà này khôn dữ hen. Em có chút chuyện muốn thưa với chị hai. Cậu bệnh chi mà nặng dữ? Bây giờ cậu đã dứt hẳn chưa? Cậu cũng đỡ rồi. Lâu nay cô ba có về không? Dạ thưa, có ạ. Ủa, sao bữa nay tự dưng con hỏi tới con Xuân Hương vậy? Giờ con ra nông nổi này là tại con hết. Con chỉ mong em con sống hạnh phúc mà thôi. Đương nhiên là nó sống hạnh phúc rồi. Vậy con cũng mừng. Con có muốn ăn gì không? Để má đi chợ mua cho con ăn. Dạ thôi, con muốn vô phòng nằm nghỉ. Đưa cậu hai vô nghỉ đi. Dạ. Khóc khóc, mày chỉ biết khóc thôi phải không? Mày cũng vô dụng như thằng cha mày vậy đó. Đi về với thằng cha mày mà khóc kìa. Ẵm nó ra ngoài đi, ồn ào quá. Dạ. Mày mới đi đâu về đó, về tới nhà là ồn ào hả? Còn cái không ngó ngàng gì tới, càng ngày càng không có ra cái thể thống gì hết. Cậu bỏ tay ra đi, tôi không giỡn đâu. Sao cô đoán là tôi? Tôi biết chứ. Cô hai tính vô đình để giá cái gì vậy? Tôi xin cho cậu đi đường bình an, ăn học thành tài. Cảm ơn cô. Chừng nào cậu đi? 2-3 ngày nữa. Nhưng tôi đi rồi, cô chờ tôi nghe. Cậu đừng lo, lên tới Sài Gòn ráng học hành cho giỏi, mai mốt về người ta gọi bằng thầy. Tôi hứa tôi sẽ chờ cậu. Tôi biết mà, tôi sẽ ráng học rồi về nhà biểu cha má tôi cưới cô hai cho tôi chứ.
thầy Phong. Là thầy phải không? Bộ thầy bệnh hay sao mà ngó thầy xanh xao quá vậy? Thầy đi đâu lối này? Tôi định đi kiếm cô. Chà chà, thầy còn nhớ tới tôi hay sao? Mà thầy kiếm tôi làm chi vậy? Tôi tính gặp cô đặng tạ tội với cô. Thầy cũng biết là thầy có tội hay sao? Thầy biết là thầy có tội. Sao hồi đó thầy trốn tôi mà thầy đi cho kỳ được? Hồi đó tôi nghe lời cha má tôi, tôi ham danh lợi, bạc tiền. Tôi xin lỗi cô. Hàm danh lợi, bạc tiền, nên thầy mới trốn tôi mà đi. Thầy làm đàn ông mà không đáng mặt làm đàn ông. Cô hai, giờ tôi phải làm sao để cô tha lỗi cho tôi? Cô hai cứ nói, cô muốn tôi làm cái gì tôi cũng làm. Thiệt dạ, tôi chỉ mong cô tha thứ cho tôi thôi. Thì cứ lại vết thương cũ của tôi mượn chi? Thì có biết hồi đó tôi tính tự tử, đặng tôi xuống diêm chúa để tố cáo thầy. Chờ cho tới khi thầy chết, thầy chịu đọa đày với âm phủ. Cô không cần phải chờ tôi xuống âm phủ để chịu tội. Giờ tôi đương chịu nghịch báo rồi. Thầy biết thầy có tội là được rồi. Bây giờ tôi cũng không còn oán hận gì thầy. Tôi nói ra cho thầy nhẹ lòng. Thiệt hay sao? Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Nghe lời cô nói đó, tôi có chết tôi cũng cam lòng. Thầy phải sống chứ, chết làm gì? Giả lại lần này tôi với thầy chắc cũng không còn cơ hội đi gặp lại nữa đâu, nên thầy cũng không cần phải áy náy. À, sao vậy? Cô tính đi đâu hay sao? Bộ cô nhất định đi thiệt hả? Tôi lên Sài Gòn phụ chị hai một thời gian,
Rồi cô đi bao lâu? Chưa biết. Xa cô tôi buồn lắm. Cậu đừng buồn, ráng ở nhà chăm sóc cho thím thiệt tốt nghe không? Cô Hai, cô nhất định phải về nghe. Tôi chờ cô đó. Không thể nào chịu nổi con với cái. Bà nhắm bà dạy con nó lại. Chắc là nó đang bực cái chuyện gì đó nên nó mới vậy. Cái nhà này ai làm cho nó bực? Mà bực mình rồi trút lên đầu cái thằng nhỏ à? Ông từ từ á, tôi nói chuyện với nó. Ông đừng có nóng như vậy. Tôi thấy từ hồi nó về đây á, tôi coi không được cái gì cả. Nó bỏ con với cái đi chơi tối ngày. Riết rồi nó hư quá à. Thì nó buồn nó đi chơi. Còn thằng Gian có con Tú rồi, nó không có lo nữa. Tôi thấy nó vui chứ buồn nổi gì. Buồn mà đi mai quần sắm áo mới, dầu son trát phấn, đi rong chơi tối ngày. Nè, không chừng lời thằng Phong nói đó đúng á. Ông không tin con mình mà đi tin người ngoài hay sao? Hồi trước thì tôi tin nó lắm, nhưng bây giờ thì tôi đương nghi lắm đà. Mà làm sao thì làm, để nó ra ngoài nó làm bậy là mang nhột. Tôi nói cho bà biết á. Em đang bệnh, sao không nằm nghỉ đi? Em khỏe. Ngọc Công anh tới thăm em thiệt ngại hết sức. Anh em với nhau mà, em đừng nói mấy câu khách sáo đó. Em thấy trong người thế nào rồi? Em đỡ nhiều rồi. Tại má em lo quá thôi. Cậu mợ thiệt lo cho em dữ lắm. Nay anh qua đây, trước là để thăm em, sau anh cũng có một việc. Việc chi? Xin anh cứ nói, đừng ngại. Việc anh với cô Hai, chắc em cũng biết phải không? Thì việc đó em có biết. Ừ, anh biết. Trước đây em với cô Hai cũng có tình với nhau, nên anh hy vọng em không phiền lòng. Thưa anh, anh nhắc chuyện cô Hai làm em càng thêm xấu hổ. Chính em là người cắt đứt dây tơ hồng với cổ thì làm sao mà dám phiền lòng hả anh? Anh biết em là người hiểu lẽ phải. Anh hy vọng từ bây giờ anh em mình vẫn yêu thương kính nhau như trước thôi. Ở đời duyên con người với nhau thật lạ. Em với cô Hai chia lìa, âu cũng có duyên mà không có nợ. Nay em thật lòng chúc phúc cho anh và cô ấy sắc cầm hòa hiệp nên duyên vợ chồng.
Anh cảm ơn em lung lắm. Thôi, em nằm nghỉ đi, để anh nói chuyện với cậu mà. Dạ. Vậy tụi con đi đường, nhớ cẩn thận nha. Dạ. Rảnh thì nhớ về thăm cha với má. Dạ. Lên tới trên đó rồi, còn nhớ chăm sóc cho con hai. Dạ, con biết rồi. Dạ. Thôi, thưa cha với má, con đi. Ừ. Thưa cha má, con đi. Ừ. Đi em, thưa cha má con đi. Đi em. Nhà mình có phải là bạc phước lắm không ông? Sao tôi nghĩ tới chuyện hôn nhân của hai đứa con mình, tôi thấy đau lòng quá. Thôi bà đừng có buồn nữa. Cũng tại nơi mình bắt chước thói đời, có con mà dạy dỗ cho nó ham giàu, ham sang, bội tình, bội nghĩa. Đời nó ra nông nỗi này cũng do mình mà ra. Cũng tại tôi tạo nghiệp. Rồi còn chuyện của con Xuân Hương, tôi cũng không biết là giấu được bao lâu nữa. Giấu được chừng nào hay chừng ấy. Thằng Phong, nó thương con Xuân Hương lung lắm, nhưng mà nó đương yếu. Tôi sợ nó hay, nó lại đổ bệnh đó. Chuyện thằng Phong hõm rài nó về đây ở, thiên hạ họ bàn tán dữ lắm. Riết rồi tôi không dám ra đường luôn. Ôi, lúc này là lúc nào mà bà lại còn nghĩ đến mấy cái chuyện đó. Quan trọng là thằng Phong kìa. Bà nhớ, cho người canh nó, đừng có cho nó ra đường. Lỡ nó nghe được cái chuyện của em nó, tôi e rằng nó sốc mà nó không sống nổi đó bà. Cha má. Con à, sao con không ở trong mà nằm nghỉ? Con ra đây làm chi? Ngồi đi con. Má con nói phải đó, ở ngoài này gió mái lắm. Con cũng đỡ rồi, nằm trong buồng bí bách quá, ra đây thoáng hơn. Chừng nào mà con mệt á, con lại vô. Cũng phải, nhưng mà con ráng giữ gìn sức khỏe nghe con. Con biết rồi. Dạ thưa, cậu có thơ ạ? Dạ con đi. Thơ của ai gửi vậy con? Trắc quan chánh tòa, châu đốc. Chắc là về vụ của Như Hoa, đệ đơn lên tòa xin để con. Đã sanh tật mà còn đệ đơn để con. Tức cười quá. Cái thứ đàn bà trắc nết đó, luyến lưu làm cái gì? Để thì để cho rồi, chứ có ngày mang họa đó. Con cũng muốn giải quyết cho rồi, dây dưa con thấy mệt mỏi lắm. Má. Sao không thấy vợ chồng em con về chơi vậy má? Tại vì là chồng con Xuân Hương đi làm ăn xa, cho nên là dẫn nó đi theo rồi.
Xa là ở đâu? Ở đâu hả ông? Ở trên lèo. Ở trên lèo. Đúng rồi đó con. Ở trên lèo. Chà, đi gì mà xa dữ vậy? Thì tại vì công việc của nó như vậy thì phải chịu thôi chứ. Cũng phải. Đi đâu thì vợ chồng cũng ở cùng nhau. À, vậy em con có nói chừng nào về không? Con nhớ em con quá. Con nôn nao lắm. Nó nói là 2 tháng 3, 4, 5 tháng nó mới về lận. 5 tháng á? Ừ. Lâu quá. Có cái chi lâu. Bữa nay không gặp thì bữa khác gặp. Có dội gì con? Thôi mình ăn cơm nghe. Má, con mệt rồi. Con muốn vô buồng nghỉ chút xíu. Thôi được rồi. Bây giờ á, con đi vô ngủ đi. Ngủ nhiều á thì nó mới mau mạnh nghe con. Dạ. Lỗi cũng tại tôi. Hồi đó tôi đừng có ham nhà gái giàu thiệt giàu mới hỏi cưới. Thì giờ đây chuyện đã lỡ rồi. Bà đừng có suy nghĩ nhiều quá. Ông bà đâu rồi? Dạ, ông bà qua nhà cậu Hội Đồng. Ông bà có hỏi tôi thì nói tôi đi chơi, chiều mai tôi mới về nghe không? Dạ. Nè. Dạ, thuốc của cậu đây ạ. Cha má tôi đâu rồi? Dạ, thưa cậu, ông bà đi hỏi thăm tung tích của cô ba rồi ạ. Ủa? Cha má tôi nói rằng là vợ chồng Xuân Hương làm ăn trên lèo. Vậy thăm là thăm chỗ nào? Dạ, thiệt ra là... Có cái gì mà em ấp úng? Em nói thiệt ra mau. Dạ, thưa cậu. Nghiệp quá, chồng nó gian díu công khai vậy mà nó không biết chứ. Hèn chi lóng rài tôi thấy cô đó cứ lui tới đây hoài. Thì đi kiếm tình nhân đó mà. Tao quen biết gì mày mà tao phải đứng lại? Mày là con đàn bà nhơ nhút. Chồng mày bỏ đi rồi, mày về đây làm gì? Tao đi hay ở là ý của tao, mày có quyền gì mà cản tao? Tao mà thấy mày gặp chồng tao lần nữa, tao chém chết mày. Mày thấy tao gặp chồng mày hồi nào mà mày nói? Mày muốn đổ thừa cho tao cướp chồng mày thì mày cũng phải có chứng cớ. Bằng không tao kiện mày lên quan. Mày gian với chồng tao, mày không biết nhục hay sao mà mày còn chửi tao nữa?
Được, mày đợi đó, tao không để cho mày yên đâu. Cái thứ như mày thì làm được cái giống gì? Mà tao nói cho mày biết, chồng mày chán mày là lỗi của mày. Mày ngu, không biết giữ chồng thì ráng mà chịu. Mày, bằng chứng. Đúng rồi, mình phải tìm cho ra bằng chứng mới được. Tụi mày hãy đợi đó, tao không để cho tụi mày yên đâu. Phong ơi, Phong, cậu ơi, cậu đâu rồi? Phong ơi, cô ở đâu Phong ơi? Phong ơi Phong, bà, trời mưa lớn quá, thôi bà về trước đi, để tôi đi tìm thằng Phong cũng được. Không được, tôi phải đi tìm con tôi. Phong ơi, con ở đâu Phong ơi? Phong ơi, con ở đâu Phong ơi? Ông bà ơi, cậu Phong kìa. Hả? Đâu? Bà ơi, bà. Cậu. Phong ơi. Trời ơi, con nè Phong bà ơi. Phong ơi. Cậu làm sao trời vậy? Trời ơi, Phong. Cậu. Con làm sao chứ gì? Phong, con ơi. Tỉnh lại đi cậu. Con có sao không con? Cậu à. Phong ơi, con đừng làm má sợ Phong ơi. Cảm ơn cô hai đã tưới nước cái cây khô này được tươi lại. Tôi nguyện tôi cũng sẽ chăm sóc đó qua tàn được tươi lại một lần nữa. Tại cha má vì má chồng tôi nói quá nên tôi mới dám vượt qua cái ngưỡng luân lý để mà ưng thuận. Tuy vậy tôi cũng muốn xin cậu một điều. Điều chi? Cô hai cứ nói. Chuyện chi tôi cũng đều chịu hết. Tôi còn đang để tang chồng. Nếu cậu ưng thuận, ráng đợi tới khi tôi mãn tang rồi hẳn tính. Tuy vậy, đây cũng là dịp để cậu thủng thẳng có thời gian suy nghĩ lại. Lỡ sau này cậu thấy hối hận thì còn có thể sửa sai. Tôi không hối hận đâu. Tôi sẽ chờ cô. Cho dù bao nhiêu năm nữa, nhất định tôi cũng sẽ chờ. Sao tới giờ mà thằng Phong nó vẫn chưa tỉnh? Không biết là nó có bị sao không? Bà đừng có lo. Chắc con không sao đâu. Con trai tôi nó bị sao vậy thầy? Cậu Nhã bị bệnh rét chưa dứt, nay lại bị trúng mưa nữa, nên bệnh khởi phát. Có nặng lắm không? Xin thầy hãy cứu giùm con tôi. Ông bà đừng có lo. Bệnh tuy nặng nhưng không ảnh hưởng tới sinh mạng. Tuy vậy mà sau này
chắc là sức khỏe hao mòn, khó bình phục như thường. Lại e trái gió trở trời, bệnh dễ phát. Phong ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con? Rồi sau này nó có làm việc lại như thường không thầy? Tôi e là không được. Nhất là công việc về trí óc lại càng phải tránh. Thấy vậy chớ hao sức lực lung lắm. Cô mời bà. Ừ. Hổm rài, con thấy cậu buồn quá bà. Chắc là nó buồn vì nó nhớ con hai. Tội nghiệp cậu, dù chưa được bao lâu mà đã xa cô hai rồi. Nó tính như vậy cũng phải. Chứ nó mà còn ở đây á thì làm sao tránh được miệng thiên hạ dị nghị. Dạ. Con đừng có buồn hoài nữa. Tuy con hai nó đi Sài Gòn, nhưng nó hứa là nó về mà. Cậu hứa như vậy là để con yên tâm. Chứ cậu có gì hay không cũng khó nói lắm á. Má tin, con hai nó hứa là nó sẽ giữ lời. Không phải là con không tin cổ, nhưng con sợ xa cách lâu quá rồi cổ lại suy nghĩ lung tung nữa. Huống chi chuyện của con là mọi người đốc vô quá. Bây giờ con đừng nghĩ ngợi gì nữa. Hay rảnh rỗi thì con viết thơ hỏi thăm nó cũng được vậy. Má nói cũng phải. Phong ơi, Phong. Phong ơi, tỉnh lại đi con. Má lại con. Con tỉnh lại giùm má đi Phong. Má nặng nề con mà Phong. Tỉnh lại đi con. Con muốn gì má cũng chịu hết. Con ơi. Phong ơi, nếu con có bệnh gì làm sao má sống nổi hả con? Con ơi, Phong ơi, tỉnh lại đi con. Thôi bà ơi bà, bà đừng có ngồi ở đó mà than vãn nữa. Tôi nghe mà nổ hết ruột gan, bà biết không? Rồi con nó nằm ở đây cũng không được yên nữa. Nè, bà đi xuống dưới bếp đó, thúc đứa nào đang nấu thuốc, kêu nó nấu nhanh nhanh lên để lên đây mà bón cho con. Dạ có thuốc rồi thưa bà. Con ơi uống thuốc đi con. Oh.
Con ơi, con tỉnh lại đi. Con tỉnh lại đi Phong ơi. Phong ơi, tỉnh lại đi con. Tiền, bạc tiền. Danh ơi. Thôi, ông khỏi nghe. Nó không có tỉnh đâu. Nó bị nói sản đó. Con xin lại ông bà, hãy phù hộ cho thằng Phong. Con xin gánh hết mọi tai ương, chỉ mong cho con của con nó được bình an. Sao tới giờ thằng Phong nó cũng chưa tỉnh nữa hả ông? Tôi lo quá. Thầy Lan đã nói là không sao mà. Bà đừng có nghĩ ngợi lung tung. Vì sao mà con tôi nó phải chịu như vậy chứ?